À, bây giờ tôi lại lại là một câu hỏi của bạn Ái Nguyễn. À, thực sự là cái câu hỏi này thì Tùng cũng đã gặp rất là nhiều lần rồi về anti-fan. Ai xem nào, không chỉ riêng đối với Tùng mà đối với tất cả mọi người thì ai cũng sẽ có người mình yêu yêu quý và ai cũng sẽ có người mà mình cảm thấy ghét. Và Tùng cũng thế, là Tùng cũng sẽ có những người mà Tùng cảm thấy yêu quý và hay là mình ghét người ta. Nhưng mà đối với Tùng ấy, chắc là do trải nghiệm thì Tùng cảm nhận thấy rằng là đối với những người mình ghét ấy, thì khi mà mình suy nghĩ đến họ hay nhìn thấy họ, mình cảm thấy rất là bực mình. Đấy, có những suy nghĩ rất là tiêu cực, cảm thấy khó chịu. Thế thì tại sao mình không tìm đến những người mình yêu thương? Khi mà mình tìm đến những người mình yêu thương rồi thì mình cảm thấy ôi, cuộc sống này thật là tươi đẹp, cuộc sống này thật thú vị. Thế cho nên là những ai mà cảm thấy ghét Tùng thì tốt nhất là các bạn không nên tìm những bài hát của Tùng, không nên xem những hình ảnh của Tùng để cho cảm thấy bớt bị khó chịu. Thay vì đó, các bạn hãy tìm đến những người mà các bạn yêu quý, những ca sĩ mà các bạn cảm thấy yêu quý thì bạn sẽ cảm thấy ôi, cuộc sống này thật tươi đẹp. Anh cảm thấy lại gia đình Sky của mình như thế nào? Anh có thể làm một vài hành động thật dễ thương. Ok, nhắc đến gia đình Sky thì có lẽ là đây là một cái đại gia đình, một đại gia đình vô cùng tuyệt vời với Tùng. Tại vì ngay từ lúc Tùng vẫn nhớ là cái ngày đấy là có một người, những người fan của mình ở Thái Bình, lúc ấy mình còn đang hoạt động underground, thì họ nhắn tin cho Tùng là anh ơi, anh có muốn đặt cho fan của anh một cái tên gì đấy không? Thì lúc ấy mình vẫn còn đang loay hoay, mình không biết là nên đặt cái tên gì. Thì một người đã gợi ý cho mình là anh nên đặt là Sky. Tại sao Sky? Tại vì Sky là bầu trời. Bầu trời sẽ luôn luôn, khi anh buồn anh sẽ nhìn thấy bầu trời và anh luôn thấy fan của mình. Và fan sẽ luôn luôn bảo vệ anh, rất là rộng lớn, to lớn. Wow. Và cho đến bây giờ thôi thì mình cảm thấy đúng là như thế thật. Mình vào showbiz chắc được 2-3 năm. Thì 2-3 năm cũng trải nghiệm, cảm thấy cũng đã trải qua nhiều scandal. Và những lúc đấy thì những người bên mình là ai? Là gia đình, là những người anh em, mà đặc biệt là đại gia đình Sky, luôn luôn ủng hộ, luôn luôn ở bên, có những lời góp ý chân thành và để cho mình cảm thấy là à, cuộc sống này vẫn còn rất tuyệt vời. Và mình nhìn vào những cái điều tốt đẹp đấy để mình đi lên. Và nhân ngày hôm nay thì Tùng cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến đại gia đình Sky của Tùng. Nhưng có một điều mà Tùng cảm thấy là Sky không nên, đó là các bạn đừng nên quá khích quá. Đừng nên quá khích quá. À, khi có những cái điều gì đấy, Tùng biết là mọi người rất yêu thương Tùng, và chính vì yêu thương Tùng cho nên là mọi người mới quá khích như thế. À, mọi người không nên đi cãi nhau với những fan club khác chẳng hạn, không nên đi gây gổ xích mích. À, chúng ta nên đoàn kết, và những có những cái gì đấy buồn bã hay là bực tức đấy mà khiến các bạn trở nên nóng nảy và muốn bảo vệ Tùng ấy, thì các bạn chỉ cần nhắn tin cho Tùng: Tùng ơi, Ska luôn ở bên Tùng, luôn luôn yêu thương Tùng, luôn luôn bảo vệ Tùng, và đó là niềm hạnh phúc nhất đối với Tùng rồi. Và Tùng không muốn thấy Sky của mình đi cãi nhau với những fan club khác. Và đó cũng là một cái điều mà không hay, không văn hóa lắm. Thế cho nên là Tùng mong mọi người đừng nên quá khích quá nhé. Và đây là một vài hành động thật dễ thương à. Một vài hành động à? Hành động gì ta? Lâu lắm rồi không làm những cái hành động của này. Hôm nay làm lại cảm thấy hơi bị ngại ngùng, hơi xến sập. Nhưng mà không sao, một hình trái tim ạ. Một nụ hôn gió. Cảm ơn rất nhiều và mong rằng Sky luôn luôn ủng hộ cho Sơn Tùng MTP nhé. Anh có thể giả giọng của chị Quỳnh Anh trong phim Chàng Trai Năm Mấy, nói một câu hài hước được không ạ? Ôi mẹ ơi. Thật sự thì hôm nay là lại được gặp chị Quỳnh Anh thêm lần nữa rồi. Ngày nào chị em cũng gặp nhau, nhưng mà hôm nay thì có một lời đề nghị này thì chắc chắn là em phải làm rồi. Nhưng mà mong là làm được hay không thì mong là mọi người cũng sẽ bỏ qua, tại vì đây là một câu hỏi rất là vui. Và Tùng cũng không muốn bỏ qua câu hỏi này. Ok, thì đây là một cái cảnh mà Đình Phong đang nằm ngủ trong căn phòng của mình và chị Quỳnh Anh bước vào. Và trong khi đó thì Đình Phong đang cởi trần. Xem nào. Em trai cưng của chị ơi. Rồi Đình Phong ấy. Cái gì đây? Ai đây? Rồi Đình Phong mới quay ra. Đây là phòng của em chứ đâu phải bằng phòng của Ngô Kiến Hào đâu. Thì Ngô Kiến Hào trong phim là người mà yêu thương Quỳnh Băng. Ok, thì Băng mới quay ra mà. Ít giời, chị em mình mới nhau mà, sao mà phải ngại? Rồi mình bảo, không được, chị phải qua phòng thằng Hà đi. Rồi Băng bảo là, nhưng mà em có biết cái gì không? Em có biết cái gì không? Ê Túng ơi, biết cái gì, đang buồn ngủ lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi. Em được là nam ca sĩ, à sorry, em được bình chọn
là nam ca sĩ xuất sắc nhất của năm. Rồi đúng, quay ra tát băng. À, đau quá, đau quá. Thật hay đùa đấy? Tát. Yeah. Rồi xong rồi đấy. Ôi mẹ ơi, trời ơi. Cái câu hỏi của bạn Trang Sun. Hello anh, tôi bình thường, hí hí. Chỉ một thử thách nhỏ em gửi anh thôi. Anh hãy gọi điện cho anh Ngô Kiến Huy. Nói và tỏ tình với anh Huy đi. Anh hãy nói câu nói thật đáng yêu nha. Cảm ơn anh Tùng bình thường. Ok. Bây giờ Tùng sẽ gọi Ngô Kiến Huy theo yêu cầu của bạn. Ok. Luôn và ngay. Thực ra thì muốn tỏ tình với nhau lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới có cơ hội. Phải hỏi xem là chị Quỳnh ở đấy không. Huy à? Hello? Huy à? Ai vậy? Tình Phong đây. À, đợi một chút, Alo? Nghe là má. Ôi trời ơi, sao nhảy má? À, thì cậu đang làm gì đây? Tôi đang ở nhà, sao ấy? Đang ở nhà, nhưng mà bên cạnh cậu có Khổng Thu Quỳnh không? Tại vì thực sự thì trong cái quãng thời gian của chúng ta ấy, trong cái quãng thời gian mà chúng ta quay phim Chàng Trai Năm Ấy với nhau ấy, thì thực sự thì anh em mình cũng sát cánh kề vai bên nhau khá là lâu, trong một thời gian khá là dài. Thì hôm nay thì chắc cũng đến gần sinh nhật của tôi, cho nên là tôi cũng lấy hết can đảm ra để gọi điện thoại để tỏ tình với cậu. Không, lạc đề rồi. Để tôi tỏ tình với cậu. Thế cho nên là tôi phải hỏi là Quỳnh có ở đấy không? Không. Không đúng không? Thế thì cứ coi như là cái chuyện tình này của chúng ta là chỉ có hai chúng ta biết. Được không? Được chưa? À, rồi. Nhưng mà cậu có đồng ý không? Rồi má. Ơ! Chấp nhận tôi là mối tình tay ba của cậu. Nhưng mà thề là mãi mãi bên nhau. Mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa. Ok luôn. Ôi, sao tôi nhớ cái mùi hương của cậu thế nhỉ? Ôi, cái mùi hương mà cái lúc mà anh em mình đang ở trong cái chỗ resort Nha Trang ấy. Ôi giời, cái mùi nó cứ... Ôi này, nói chuyện qua điện thoại mà cũng ngửi thấy này. Ok. Ôi nào thì toilet á. À, sao chạy chương trình rồi? Thì hôm đấy chúng mình có gì thì đừng gọi Quỳnh đi nhá. Chứ gọi Quỳnh theo là tôi không biết là tôi ôm hôn cậu là Quỳnh nhìn thấy là đôi khi là nó cũng nguy hiểm đến tôi. Hiểu không? Nhá, thế được rồi, nhá. Yêu thương nhau thật nhiều nhá. Rồi, bye bye nhá. Bye bye. Người yêu mà gọi nhau là bà nội má. Số này là số mình. Mới cài đấy, để chỉ nhắn tin cho Huy thôi. Ừ, nhá. Ừ rồi, baby. Bye bye, baby. Mong là nó sẽ không nhớ câu chuyện này. Tùng hãy điện thoại cho mẹ và nói một điều thật điên rồ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra. Thực ra thì từ trước tới giờ cái câu mà Tùng hay nói, hay ít nói với mẹ nhất, nó chính là câu mà con yêu mẹ. Thế ra là cái câu này Tùng muốn để dành đến hôm sinh nhật ngày 5 tháng 7 ấy. Tại vì, nhưng mà hôm nay thì nhân tiện được thông qua báo chí thế này thì cũng tranh thủ thể hiện luôn. Nhưng mà chỉ sợ là mẹ đang ngủ thôi, nhưng mà mong là mẹ sẽ đang thức. Mẹ mình vừa vào Sài Gòn ngày hôm qua. Ok, sẽ gọi luôn rồi ngay. Run nhỉ? Bình thường gọi không run, hôm nay gọi là... Nói con yêu mẹ là sao run thế? Rồi ok. Con hát mẹ khen hay. Alo. Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ đang ở nhà.
Mẹ có nhớ con không? Chẳng nhớ, ghét con. Đấy, mẹ ghét con. Nhưng mà mẹ nói thật đi, là từ trước đến nay mẹ luôn ghen tị đúng không? Sao mẹ lại phải ghen tị? Mẹ luôn ghen tị với bố là tại vì bố luôn được con, bố luôn được con thì hơi quá, mà con luôn mang bố lên truyền hình này bằng một bài hát Thái Bình Mồ Hôi Rơi nhắc nhớ đến bố này. Đấy, báo chí cũng hay nói nhiều bố, cho nên mẹ hay ghen tị đúng không? Vẫn yêu con à? Thì hôm nay con đang ngồi ở chỗ Just At Me của kênh 14 Jam. Thì con đang nhân cái cơ hội này, con muốn nói những cái lời mà con chưa bao giờ con được nói với mẹ, mà những cái lời này con muốn để cho ngày sinh nhật. Mẹ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mẹ sẵn sàng. Úi trời ơi, nghe sẵn sàng luôn mà con không biết nói gì luôn. Mẹ à, thực ra thì từ bé đến giờ thì mẹ luôn là người mà ủng hộ con nhiều nhất. Đấy, thực ra thì ngày xưa mẹ nhớ không? Cái thời mà con với mẹ mà luôn đi nhà văn hóa thiếu nhi ấy, rồi đi hát ấy, xong rồi đi mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc thì là luôn có mẹ bên con. Đấy, bố luôn là người phản đối nhiều nhất. Đúng không? Bố luôn là người phản đối nhiều nhất. Nhưng mà cho đến bây giờ thôi thì con lại cảm thấy rất là thương bố, và bên cạnh đấy là con cũng rất là thương mẹ. Thì hôm nay thì con muốn nói với mẹ một điều, đó là con yêu mẹ rất là nhiều. Yêu mẹ rất là nhiều. Cảm ơn con. Nhưng mà mẹ cũng nói như thế này, lúc nào mẹ cũng yêu con rất là nhiều. Yêu con này, yêu em này, yêu bố. Thế nhà mình là mẹ yêu cả cha với con. Nhưng mà tình thương dành cho con thì con là cha. Và cha thì là bố, mẹ là mẹ rồi. Con là cha mẹ nên mẹ là mẹ rất là thương con. Nhưng mà nói chung là mẹ chỉ cần kết một câu là mẹ thương con nhất. Đúng rồi, không thương con nhất, con ích kỷ lắm, mẹ phải thương con nhất. Ok, xong rồi hôm nay thì đã lâu lắm rồi con cũng, mẹ chỉ nghe hát khi mẹ đứng ở dưới sân khấu, mẹ nhìn con hát trên sân khấu đúng không? Đúng rồi. Thì hôm nay là con sẽ hát một ca khúc dành tặng cho mẹ. Mẹ muốn là ca khúc gì? Mẹ thích ca khúc gì của con nhất? Mẹ, bây giờ mẹ thích con hát một cái ca khúc gì? Về mẹ, chết rồi. Cái nội dung tiêu đề này như hơi bị khó cho con đấy. Hay là hát cái bài mới mà con cũng viết về mẹ. Cái bài Mai Này Con Lớn Lên, hay là con nó còn tên là Ấn Nút Nhớ Thả Giấc Mơ, mẹ biết đúng không? Đúng rồi. Rồi con sẽ hát điểm khúc đoạn đấy nhá. Mẹ cũng mới biết thôi. Ok. Rồi bắt đầu. Nhưng mà con mà quên lời bài, con cũng mới sáng tác mà con quên lời thì thôi nhá. Rồi, ok. 2, 3. Sinh con ra bằng câu hát ru quen thuộc, dìu đôi chân mong con lớn khôn nghe lời mẹ. Dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười là những âu lo phiền muộn tan trôi. Gì nhỉ? Con lên điệp khúc luôn nhá. Lên điệp khúc luôn này. Mai này con lớn lên, mang ngàn lời ca cất lên, đem một tình yêu thiết tha giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ. Mai này con lớn lên, kiên cường vượt qua bão giông, chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ngắm. Bên mẹ mãi thôi, mãi yêu mẹ thôi. Hả? Rồi ok, con cảm ơn mẹ. Rồi có gì tối con về hai mẹ con mình ăn cơm nha. Bye bye. Bye bye. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho một bạn tên là Phạm Châu Anh. Rồi phải hát một bài hát thật hay. Phạm Châu Anh, rồi bấm số xong gọi. Mong là em sẽ cảm thấy vui. Chắc ai đó sẽ về. Nhớ lắm ký ức anh và em. Chả lẽ anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
bàn tay yêu ớt cố níu em ở lại. Alo? 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 Em có tên, em có phải là Phạm Châu Anh không? Em đang làm gì thế? Em đang học bài. Thế đang học bài à? Thế em năm nay 12 tuổi đúng không nhỉ? Dạ. Em đang ở Hà Nội. Vâng. Sao em lại không vào đây sinh nhật anh? Thế năm nay em đang học lớp mấy nhỉ? 7 ạ. Lớp 7. Ok, thì anh đang tham gia chương trình Jam, em biết không? Biết ạ. Thì anh thấy một câu hỏi với nội dung là: anh Tùng ơi, anh có thể nhấc máy lên và gọi số ...... rồi hát một bài hát thật hay không ạ? Đó. Và em có muốn nghe anh hát không? Em muốn à? Nhưng mà sắp tới là anh ra Hà Nội đấy, thì em có định gặp anh không? Chắc là có không? Anh không thích chơi với chắc là. Anh thích chơi với chắc chắn là có. Thế anh gọi thật. Đúng rồi, anh sẽ luôn anh sinh ra để phục vụ. Em hiểu không? Anh sinh ra để phục vụ. Thế cho nên là nơi nào mà anh có thể mang được niềm vui đến là anh sẽ mang. Đó. Và anh cho anh hỏi em một câu là em biết được những bài hát gì của anh nhỉ? Biết nhiều lắm. Biết nhiều lắm á. Em đọc tên đi. Ơ, sao lại không? Em đặt tên, em đọc tên đi. Anh hát đi. Anh hát đi à? Rồi ok, thế thì anh hát. À mà em ở chỗ nào Hà Nội? À thường tín à, chỗ nào anh cũng không biết. Nhưng mà thực sự thì bây giờ anh sẽ hát cho em nghe một ca khúc. Ca khúc gì được nhỉ? Trong cái giờ phút mà nó đang bối rối như này thì mình nên hát ca khúc gì em? Không phải giọng vừa đâu. Không phải giọng vừa, nhưng mà tự dưng anh thấy nó không liên quan lắm nhỉ? Em đang bối rối rồi, lại không phải giọng vừa đâu. Thế anh hát bài gì? Anh hát bài gì á? À, thế anh hát bài... Ơi! Số này là số của một người anh của anh em ạ. Anh đẹp trai lắm, phong độ lắm. Anh ấy tên là Quang Huy. Em biết anh Quang Huy không? Biết. Ừ, thế tốt rồi. Thế giờ ca khúc anh sẽ dành đến cho em là một ca khúc vui đi ha. Ca khúc vui. Tên là Em Của Ngày Hôm Qua, em thích không? Vâng, ok. Hát nha, em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ok. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ toàn ra rồi. Anh không muốn vui mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi ký ức. Chìm đắm vào những lời ca dịu em thôi nào. Vỗ tay ấy. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà anh cứ ngỡ rằng em sẽ hát ú theo anh cơ. Mà em lại làm anh buồn mất 5 giây. Rồi ok, em cảm ơn em rất nhiều đã tham gia buổi trò chuyện này cùng anh. Và anh hy vọng rằng khi anh ra ngoài Hà Nội thì anh có thể gặp em. Ok. Ok. Và anh chúc em rằng càng ngày em sẽ là càng ngoan này, càng ngoan này, càng khỏe mạnh này. Và bên cạnh khỏe mạnh thì em có sức khỏe, em học cho nó giỏi. Ok. Không được rồi, rồi sau này vào Sài Gòn chơi ha. Ok, bye bye em. Bye. Bye. Rồi. Câu hỏi của bạn Hải Nguyễn. Anh hãy biểu lộ 10 sắc thái khác nhau. À, buồn, ngượng nghịu, vui,
hào hứng, nham hiểm. Đội ác, à độc ác, độc ác. Ngơ ngác. Nghiêm chỉnh. Lo lắng. Côn đồ. Đấy. Xong. Bây giờ là câu hỏi của bạn Khoa Sika. Câu hỏi khá là dài. Đối với em đó chính là một người con trai đàn ông thực thụ. Câu hỏi em muốn dành cho anh là: em nghĩ không chỉ riêng em mà rất nhiều bạn tò mò rằng anh có hay lên mạng xem những lời bình luận hay chế hành tiêu cực của bạn, của các bạn anti hay không? À, lại là một câu hỏi quen thuộc. À, thực sự thì anti, Tùng cũng vừa trả lời một câu hỏi liên quan đến anti fan. Thì như các bạn biết là Tùng có quen này, những điều Tùng có quen này. Tùng không biết từ lúc nào, nhưng mà khi mà Tùng mới ngày xưa thì khi mà mới bước chân vào showbiz, khi mà mới mình bắt đầu mới ép nhạc lên trên mạng, lúc đấy mình vẫn còn đang hoạt động underground thôi, thì mình cũng quan tâm những lời nhận xét, và mình mong rằng những lời nhận xét họ sẽ giúp mình trở nên, mình sẽ cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để mình cảm thấy mình học hỏi được những điều gì. Nhưng mà thực sự những cái suy nghĩ đấy hình như nó chỉ có trong mơ thôi thì phải. Khi mà bạn đọc về những lời nhận xét thì chắc chắn sẽ có những lời nhận xét tốt và có những lời nhận xét mà khiến cho bạn cảm thấy bạn trở nên tiêu cực. Họ luôn nhìn vào những cái điều mà dù bạn đã cố gắng như thế nào chăng nữa thì họ cũng không bao giờ chấp nhận và vẫn luôn có những cái lời nhận xét đấy. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Tùng đã quen điều đấy rồi, và Tùng cũng ít lên mạng đọc những lời nhận xét hơn. Và Tùng thường hỏi những người xung quanh, gia đình mình hơn. Tại vì sao? Tại vì chỉ có những người xung quanh mình, những người yêu quý mình muốn mình càng ngày tốt dần lên theo thời gian. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Em nghĩ là chắc chắn cũng có lúc vượt quá giới hạn khiến anh bực tức đúng không? Vậy thì những lúc vậy làm thế nào để anh hạ hỏa? Và người thân trong gia đình anh đối mặt với những bình luận ác ý như thế nào? Hình như nó cũng liên quan đến câu đầu. Thì ngày xưa có những cái câu mà mình cảm thấy bực mình cái lỗi mà mình đã đập cái máy tính của mình rất nhiều lần. Tại vì cái thời đấy mình còn là một cái cậu bé mới vào mà mới bắt đầu biết up bài lên mạng, bắt đầu mới sử dụng máy tính ấy. Sử dụng máy tính ở lớp 12. Lúc đấy mình mới bực mình và sao những cái mình cố gắng rất nhiều rồi mà họ không nhìn những cái mình cố gắng, mà họ chỉ nhìn vào những cái mà toàn ở đâu không ấy. Và mình bực mình với những cái điều mà họ không nhìn thấy những cái điều mình đã cố gắng. Mình đập máy tính này, mình đập bàn, đập ghế này, thậm chí có những câu chửi bới trong căn phòng của mình. Nhưng mà những cái điều đấy thì mình không để những người xung quanh mình nhìn thấy. Tại vì mình sợ, muốn những người xung quanh mình cảm thấy khi mà gặp mình thì họ chỉ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi. Nhưng mà đó là ngày xưa thôi. Và bây giờ thì Tùng đã quen với điều đó rồi. Và Tùng coi những điều đó là nó như là những cái điều mà nó chấp nhận, mình chấp nhận. Ok, có ok, có thì thêm cuộc sống của mình trở nên vui hơn thôi. Tại vì một con người không thể làm sao có thể khiến cho tất cả mọi người yêu quý mình được. Sẽ phải có người ghét, sẽ phải có người yêu quý bạn. Đơn giản thế thôi. Cuối cùng thì Tùng đã hoàn thành xong ngày hôm nay. À, hôm nay là một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc đối với Tùng. Tại vì Tùng đã có cơ hội được gần gũi tất cả các fan, trò chuyện cùng tất cả mọi người. Và nhân tiện đây thì Tùng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Jam Just At Me. Các bạn đã cho Tùng có cơ hội được là lại gần hơn với Sky của mình, lại gần hơn với đại gia đình Sky của mình, để trả lời những câu hỏi mà các bạn thắc mắc bấy lâu nay. Và Tùng mong rằng là gia đình Sky của Tùng sẽ luôn luôn ở bên ủng hộ và bảo vệ Tùng, ủng hộ cho những dự án tiếp theo của Tùng. Và mọi người đừng quên rằng sắp đây thôi, gần đây nữa thôi, sẽ có một bài hát vô cùng lãng mạn, bài hát vô cùng chấm 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 đi. Mong mọi người ủng hộ Tùng. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.